Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thiên Nhiên Tâm. Tác giả Ajanja. Sưu tầm và biên dịch Trường Tâm và Thanh Long. Nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu. Lời giới thiệu. Ngày nay, kinh tế phát triển với xu thế toàn cầu hóa. Các quốc gia trên thế giới tạo ra một khối lượng của cải vật chất và tinh thần đồ sộ. Nền kinh tế thị trường tác động đến tâm thức của từng cá nhân, gia đình và xã hội. Những áp lực về cuộc sống, những quan niệm xã hội về tiền bạc, danh vọng, tiếng thơm là một áp lực không nhỏ cho mọi người. Nhiều người không vượt qua những định kiến đó, tự hành hạ bản thân hay tìm đến cái chết. Khi kinh tế phát triển, tôn giáo đồng thời cũng phát triển, không những về số lượng tín đồ mà cả những giá trị tinh hoa của nó. Mục đích đến với tôn giáo có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng tìm ra những giá trị, tính hiệu quả, thực nghiệm để phục vụ cuộc sống, tiêu trừ đau khổ, mang lại niềm an lạc cho mọi người. Quả thực, với những gì đang diễn ra như hiện nay, nền khoa học và y học thế giới có thể chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh thế kỷ, nhưng đó chỉ là những căn bệnh thuộc về thể xác. Vậy những căn bệnh về tinh thần thì sao? Mọi người chỉ chạy theo những dục lạc trần thế, bị ô nhiễm quá nhiều từ những bụi bặm của xã hội. Chỉ biết tu dưỡng thân xác, chăm chút vẻ bề ngoài, nhưng sự hào nhoáng đó thực chất chỉ là giả tạm, rồi theo quy luật tự nhiên, nó sẽ tan biến và hủy hoại. Cái quan trọng nhất đó chính là cái tâm thì quên lãng. Chính nó mới là cái nuôi dưỡng và sản sinh ra của cải. Vật chất đem lại vẻ đẹp đích thực, niềm hạnh phúc cuối cùng trong mọi niềm hạnh phúc. Bằng kinh nghiệm tu tập và hành thiền, qua nhiều năm đi thuyết giảng, Ngài Ajanja đã chứng nghiệm thế nào là đau khổ, thế nào là hạnh phúc. Để rồi từ đó, những âm thanh Ngài phát ra mang một cái tâm từ bi. Những ngôn ngữ dịu dàng mà sâu lắng, âm trầm mà uyên thâm toát lên một vẻ đẹp tâm hồn và sự chứng nghiệm sâu sắc về tâm linh. Để phục vụ nhu cầu bạn đọc và những ai yêu mến pháp thiền của Ngài, chúng tôi đã rất công phu sưu tầm và dịch tác phẩm Thiên Nhiên Tâm, một tác phẩm đầy giá trị và cựu ích. Mong rằng tác phẩm này sẽ thức tỉnh quý bạn đọc và giúp ích những ai đang tu tập và hành thiền viên mãn hơn. Điểm đặc sắc nhất của tác phẩm là Ngài Ajanja đã chỉ cho chúng ta phương pháp để đạt tới tâm an lạc, và trên con đường để đi tới tâm an lạc không phải là một con đường thẳng mà đầy chông gai thử thách, cám dỗ, dục lạc và pháp thế gian đau khổ, hạnh phúc. Nó như những cái bẫy làm ta dính mắc và muốn thoát khỏi nó, thì hãy quan sát chúng, trực diện chúng, thì chúng ta trở về với con đường trung đạo. Và khi trở về với thiên nhiên tâm, với quy luật tự nhiên của tâm, thì bản chất tự nhiên của tâm khởi sanh. Trí tuệ khởi sanh đó chính là nhất điểm tâm. Thông qua các điểm cơ bản trên tác phẩm đã cung cấp cho độc giả một cái nhìn chân thật hơn về chân dung Ngài Ajanja và pháp hành thiền của Ngài. Vận dụng những giá trị quý báu đó làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Và điều quan trọng là hãy tìm cho mình con đường trung đạo. Chúng tôi xin hoan hỷ tán dương và xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tác phẩm mới này. Mùa An Cư Phật Lịch 2554, Dương Lịch 2010, Tú Khương. Giác quan cảm thọ. Về cái tâm này,
trong thực tế không có gì thật sự là sai lầm. Bản chất cố hữu dính liền với nó là trong sạch, do bản tánh thiên nhiên, tự nó là thanh bình an lạc. Sở dĩ ngày nay tâm không được an lạc là bởi vì nó mãi chạy theo những cảm xúc thương, ghét, buồn, vui của đời. Cái tâm chân thật không có gì là vui buồn hay thương ghét, mà đơn giản chỉ là một sắc thái của thiên nhiên. Tâm trở nên an lạc hay dao động vì bị cảm xúc lường gạt. Một cái tâm không được rèn luyện quả thật là khờ dại. Cảm thọ do giác quan đưa đến vĩnh lừa, đưa nó vào những trạng thái hạnh phúc, đau khổ, thỏa thích hay âu sầu phiền muộn. Nhưng bản chất thật sự của tâm thì không có gì như vậy. Trạng thái thỏa thích hay âu sầu ấy không phải là tâm mà chỉ là những cảm xúc đến để lừa đảo vĩnh gạt chúng ta. Một cái tâm không được rèn luyện sẽ lạc lối và bám sát theo những cảm xúc buồn vui thương ghét ấy và tự quên mình. Rồi ta nghĩ rằng chính ta băn khoăn lo ngại, hoặc dễ chịu thoải mái, hoặc gì khác. Nhưng trong thực tế, tâm vốn không dao động mà thanh bình, thật sự an lạc. Giống như chiếc lá cây nằm im khi không có gió, ngọn gió thoảng qua, lá liền dao động. Lá dao động vì gió, trạng thái tâm dao động phát sinh do những cảm xúc. Tâm bám sát chạy theo, nếu tâm không chạy theo, ắt không dao động. Nếu chúng ta thấu hiểu tận tường bản chất thực sự của những cảm xúc, ắt chúng ta không còn lo âu tư lự. Pháp hành của chúng ta chỉ để nhận thấy bản chất thực sự của cái tâm nguyên thủy. Như vậy, phải rèn luyện tâm để thấu hiểu những cảm xúc và không bị lạc lối trong đó, làm cho tâm thanh bình an lạc. Đó chính là mục tiêu mà ta phải thành đạt xuyên qua bao nhiêu khó khăn của pháp hành. Pháp hành thiền. Cái gì bám sát theo dõi những yếu tố tâm khác nhau phát sinh trong khi hành thiền là niệm, sati. Sati là cả cuộc sống. Mỗi khi ta thất niệm, không có sati, khi ta dễ vui lơ đễnh là cũng giống như đã chết. Niệm chỉ là sự hiện hữu của tâm, đó là nguyên nhân làm phát sinh trạng thái tự hay biết mình và trí tuệ, vân vân. Dầu trong khi không nhập định, samadhi luôn luôn phải giữ chánh niệm. Làm cho tâm vắng lặng có nghĩa là tìm đúng trạng thái quân bình. Nếu cố gắng bắt buộc tâm mình làm việc quá sức, ắt nó đi quá xa. Nếu không cố gắng đầy đủ, nó không đi đến nơi đến chốn, mất thăng bằng. Thông thường, nếu tâm không yên tĩnh, ở một nơi mà luôn luôn chuyển động, lúc đó nó kém năng lực. Làm cho tâm có nhiều năng lực và tạo năng lực cho thân không giống nhau. Muốn cho thân có sức mạnh phải thúc đẩy, bắt nó vận động. Nhưng làm cho tâm mạnh có nghĩa là làm cho nó an lạc, không nghĩ ngợi suy tư điều này việc nọ. Đối với phần đông chúng ta, tâm không bao giờ an lạc, không bao giờ có được năng lực của định, samadhi. Trạng thái tâm an trụ và tĩnh lặng do pháp môn hành thiền ở với người hiểu biết. Nếu ép buộc hơi thở của mình phải quá dài hay quá ngắn, chúng ta sẽ không quân bình, tâm sẽ không an lạc. Cũng như ta bắt đầu sử dụng bằng máy may đạp bằng chân, trước tiên chỉ tập đạp không cho quen chân, rồi sau đó mới thực sự may món đồ gì. Theo dõi hơi thở cũng dường thế ấy, không cần phải lo lắng quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mạnh hay yếu, chỉ ghi nhận, chỉ để cho hơi thở tự nhiên diễn tiến và ghi nhận diễn tiến tự nhiên ấy. Khi hơi thở đều đặn, ta sẽ lấy đó làm đề mục hành thiền. Lúc thở vào, đoạn đầu của hơi thở ở tại chóp mũi, đoạn giữa tại lồng ngực và đoạn cuối ở bụng, đó là con đường của hơi thở. Khi thở ra, đoạn đầu của hơi thở ở bụng, đoạn giữa ở lồng ngực và đoạn cuối cùng ở chóp mũi. Ta chỉ giản dị theo dõi ghi nhận luồng hơi thở ở chóp mũi, lồng ngực và bụng, rồi bụng, lồng ngực và chóp mũi. Chúng ta ghi nhận ba điểm này
để làm cho tâm vững chắc, để hạn chế những hoạt động tâm linh nhằm giúp phát sanh dễ dàng tâm chú niệm và tự hay biết mình. Đến lúc đã thuần thục ghi nhận ba điểm này, ta có thể không theo dõi hơi thở trọn vẹn từ chóp mũi đến bụng nữa, mà chỉ chú tâm nơi chóp mũi hoặc ở trên môi, nơi nào mà luồng hơi chạm vào, và chỉ theo dõi hơi thở nơi điểm ấy. Không cần phải đi theo hơi thở, mà chỉ chú niệm vào chóp mũi, và ghi nhận hơi thở tại ngay điểm duy nhất ấy. Vào, ra, không cần phải suy nghĩ gì đặc biệt. Trong hiện tại, chỉ tập trung nỗ lực vào nhiệm vụ đơn giản, luôn luôn có sự chú tâm hay biết. Không có gì khác phải làm, chỉ thở vào, thở ra. Không bao lâu, tâm trở nên an lạc, hơi thở trở nên vi tế, thân tâm nhẹ nhàng, đó là trạng thái đúng trong công phu hành thiền. Khi ngồi thiền, tâm trở nên vi tế, nhưng bất luận trạng thái tâm như thế nào, ta phải cố gắng hay biết, thấu hiểu nó. Sinh hoạt tâm linh cùng ẩn chung với trạng thái vắng lặng. Có chi thiền tâm, vitaka, tức trạng thái tâm đưa đến đề mục. Nếu niệm sati yếu, tâm vitaka cũng yếu. Rồi tiếp theo đó là chi thiền sát, hay tứ, vichara, tức trạng thái quán niệm quanh quẩn đề mục. Thỉnh thoảng, những cảm giác yếu ớt khác nhau có thể phát hiện, nhưng tự hay biết mình là yếu tố quan trọng. Bất cứ gì xảy ra, ta liên tục hay biết. Càng đi sâu vào thiền, ta càng hay biết thường xuyên trạng thái tâm của ta. Thấu hiểu tâm có an trụ vững chắc cùng không? Như vậy cả hai, chú niệm và hay biết đều hiện diện. Hành giả luôn luôn chú niệm và hay biết. Tâm an lạc không có nghĩa là không có gì xảy ra. Những cảm xúc có thể phát sanh. Thí dụ, như khi đề cập đến sơ thiền, tầng vắng lặng đầu tiên, ta nói có năm chi. Cùng với hai chi thiền tầm và sát, chi thiền phỉ, piti, cũng phát sanh với đề mục, và sau đó là chi thiền lạc, sukha. Cả bốn chi thiền này đều nằm chung trong tâm vắng lặng, an trụ vững chắc, tất cả cùng ở chung trong một trạng thái. Chi thứ năm là nhất điểm tâm, tâm hội tụ vào một điểm duy nhất. Ta có thể ngạc nhiên, làm sao tâm có thể là nhất điểm, trong khi còn có những chi thiền khác cùng hiện diện trong một lúc. Đó là vì tất cả đều hợp nhất, an trụ trên nền tảng vắng lặng. Hợp chung lại cả năm chi thiền, được gọi chung là định, samadhi. Đó không phải là trạng thái tâm mà ta có hàng ngày, mà là những yếu tố của vắng lặng, các chi thiền. Có năm đặc điểm ấy, nhưng không làm xáo trộn trạng thái vắng lặng căn bản. Có chi tầm, nhưng nó không khuấy động tâm. Sát, thỉ, lạc, phát sanh, nhưng không làm xáo trộn tâm. Tâm là một, đồng nhất thể với các chi thiền. Tầng vắng lặng đầu tiên là như vậy. Tâm an lạc. Chúng ta không cần đề cập đến các tầng thiền, gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Hãy gọi nó là tâm an lạc. Vào lúc trở nên ngày càng vắng lặng hơn, tâm không cần đến tầm và sát nữa, mà chỉ còn hỷ và lạc. Tại sao tâm lại bỏ tầm và sát? Đó là vì khi tâm càng vi tế hơn, thì tác động của tầm và sát trở thành quá thô thiển để tồn tại chung. Vào giai đoạn này, khi tâm loại bỏ tầm và sát, những cảm giác hỷ lạc mạnh mẽ có thể phát sanh, nước mắt có thể tuôn chảy. Nhưng khi trạng thái định vững mạnh sâu sắc thêm, hỷ cũng bị loại ra, chỉ còn lạc và trụ, hay nhất điểm tâm. Cuối cùng, lạc cũng được loại bỏ và tâm tiến đạt đến mức độ vi tế cao nhất, chỉ còn xả và nhất điểm tâm. Tất cả những chi thiền khác đều bị loại. Tâm đứng yên, vững chắc, không dao động. Một khi tâm đã an lạc, thì điều này có thể xảy đến. Quý vị không cần suy tư nhiều về nó, tự nó sẽ đến. Đó là năng lực của tâm an lạc.
Trong trạng thái này, tâm không nghe khôn trầm. Cả năm chướng ngại tinh thần, gồm tham dục, oán ghét, hôn trầm giả dưỡi, phóng dật lo âu và hoài nghi đều tan biến. Tuy nhiên, nếu năng lực tinh thần vẫn chưa đủ mạnh và chú niệm còn yếu, đôi khi một vài cảm xúc sẽ lẫn xen vào. Tâm an lạc nhưng trong sự tĩnh lặng dường như có một trạng thái lu mờ. Mặc dầu vậy, đó không phải là loại hôn trầm bình thường. Một vài cảm xúc sẽ biểu hiện. Có thể chúng ta nghe một tiếng động hay thấy một vật, con chó hay gì khác. Nó không phải thực sự rõ ràng, nhưng cũng không phải là một giấc mơ. Đó là vì năm pháp triền cái không quân bình và còn yếu ớt. Tâm có chiều hướng bày trò phỉnh gạt bên trong những tầng vắng lặng. Những hình ảnh tưởng tượng xuyên qua giác quan đôi khi sẽ phát sanh khi tâm ở vào trạng thái này. Và hành giả không thể nói một cách chính xác những gì đã xảy ra. Tôi có đang ngủ chăng? Không. Phải chăng đó là một giấc mơ? Những cảm giác tương tự thường phát sanh trong trạng thái vắng lặng. Nhưng nếu tâm thực sự vắng lặng và sáng tỏ, chúng ta không hoài nghi những cảm giác hoặc những hình ảnh tưởng tượng khác nhau đã phát sanh. Những thắc mắc như tôi có phóng tâm không? Tôi có ngủ không? Tôi có lạc lối không? Không phát sanh bởi vì nó là những đặc điểm của cái tâm còn hoài nghi. Tôi ngủ hay thức? Đó, nó bị rối loạn. Đó là cái tâm bị lạc lối trong những cảm giác. Giống như ánh trăng bị dần mây che khuất, ta vẫn còn thấy mặt trăng, nhưng nó bị mây khuất nên trở thành lu mờ. Không phải như mặt trăng đã vượt ra khỏi đám mây, trong sáng, rõ ràng và rạng ngời. Khi tâm an lạc và kiên cố vững chắc trong chú niệm và trong trạng thái tự hay biết, sẽ không còn hoài nghi đối với những hiện tượng khác nhau mà mình gặp phải. Nó sẽ thật sự vượt ra ngoài những chướng ngại tinh thần. Chúng ta sẽ thấu hiểu rõ ràng tất cả những gì phát sanh đến tâm, đúng như chính thật nó là vậy. Chúng ta không hoài nghi bởi vì tâm đã sáng ngời và tỏ rạng. Tâm tiến đạt đến định Samadhi là như vậy. Tuy nhiên, vài người cảm thấy khó mà nhập định, bởi vì việc này không thích hợp với khuynh hướng tự nhiên của họ. Tâm có định nhưng không đủ dũng mãnh và không đủ kiên cố. Trong trường hợp này, có thể thành tựu an lạc bằng cách dùng trí tuệ để quán chiếu và nhận thấy chân lý của sự vật, giải quyết vấn đề như vậy. Đó là sử dụng trí tuệ thay vì năng lực của định. Trong thực tế, không cần thiết phải ngồi thiền để thành đạt trạng thái vắng lặng. Có thể không thực sự đạt đến những tầng cao nhất của tâm định. Mặc dầu vậy, người ấy cũng phát triển tâm an trụ đầy đủ để trao dồi trí tuệ. Cũng giống như sự khác biệt giữa trồng lúa và trồng bắp. Để sinh sống, người kia có thể tùy thuộc vào lúa nhiều hơn bắp. Pháp hành của chúng ta cũng dường như thế ấy, tùy thuộc nhiều hơn vào trí tuệ để giải quyết vấn đề. Khi đã thấy chân lý, an lạc sẽ phát sanh. Hai đường lối này không giống nhau. Vài người có tuệ minh sát và trí tuệ dũng mãnh, nhưng không có nhiều tâm định. Khi ngồi xuống hành thiền, họ không thấy nhiều an lạc. Họ có khuynh hướng suy tư buông lung, quán tưởng điều này việc nọ, cho đến khi tình cờ họ quán niệm về hạnh phúc và đau khổ và thấy chân lý trong đó. Họ thiên về quán chiếu sự vật hơn là định tâm. Bất luận giờ phút nào, trong khi đi, đứng, nằm hay ngồi, ta cũng có thể chứng ngộ giáo pháp. Do nhận thấy, do từ bỏ, họ đạt đến an lạc thanh bình. Họ thành tựu trạng thái an lạc bằng cách thấu triệt chân lý mà không chút hoài nghi, bởi vì chính họ đã nhận thấy. Người khác có ít trí tuệ nhưng tâm định rất dũng mãnh. Họ có thể nhập định một cách nhanh chóng và thâm sâu, nhưng không có nhiều trí tuệ. Họ không thể chụp bắt được các ô nhiễm của họ. Không nhận biết nó, họ không thể giải quyết vấn đề. Nhưng bất luận đường lối nào đã chọn, ta phải loại bỏ suy tư lầm lạc và chỉ giữ lại chánh kiến, phải loại trừ tình trạng mơ hồ hỗn loạn, chỉ giữ lại an lạc thanh bình. Đằng nào chúng ta cũng chấm dứt cùng một nơi. Pháp hành có hai mặt,
vắng lặng và minh sát, nhưng cả hai cùng hợp chung thành một, không thể bỏ một trong hai, nó phải cùng đi chung. Cái gì canh chừng những yếu tố khác nhau phát sinh trong lúc hành thiền là sati, tức niệm. Xuyên qua pháp hành, niệm là điều kiện có thể trợ duyên cho các yếu tố khác khởi sanh. Niệm là sự sống, bất cứ lúc nào không có niệm, khi ta để tâm buông lung vọng động thì dường như ta chết. Nếu không có niệm, lời nói và hành động của ta không có ý nghĩa. Niệm ở đây chỉ là sự hiện hữu của tâm. Niệm tạo nhân duyên cho trạng thái tự hay biết và trí tuệ phát sanh. Nếu không có niệm thì bất cứ đức hạnh nào mà ta trao dồi cũng sẽ không toàn hảo. Niệm là cái gì canh chừng chúng ta trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Dầu trong những lúc mà chúng ta không định, phải luôn luôn giữ chánh niệm. Bất luận ta làm gì, phải thận trọng. Một ý thức hổ thẹn phát sanh, ta sẽ cảm nghe hổ thẹn vì việc mà ta làm đã tỏ ra là sai lầm. Khi hổ thẹn tăng trưởng, tâm niệm cũng tăng trưởng. Khi tâm niệm tăng trưởng, tâm dễ vui buông lung sẽ tan biến. Dầu không phải lúc ta đang ngồi thiền, những yếu tố ấy vẫn hiện hữu trong tâm. Điều ấy phát sanh bởi vì tâm niệm của ta đã được trao dồi. Hãy phát triển chú niệm. Đó là yếu tố canh chừng trong nom công việc mà ta đang làm hoặc đã làm trong quá khứ. Nó thật sự là hữu dụng. Chúng ta phải luôn luôn tự hiểu biết mình. Như thế ấy, những gì đúng đắn hay sai lầm sẽ được phân biệt rành mạch. Con đường sẽ trở nên tỏ rạng và nguyên nhân sanh hổ thẹn sẽ biến tan, trí tuệ sẽ bừng dậy khởi sanh. Chúng ta có thể gom chung pháp hành lại trong ba pháp tu học, gồm giới, định và tuệ. Trầm tĩnh tự kiểm soát là giới, kiên trì củng cố tâm vững chắc trong khuôn khổ của sự kiểm soát ấy là định, thấu hiểu trọn vẹn, tận tường và rành mạch trong mọi sinh hoạt là tuệ. Tóm lại, pháp hành chỉ là giới, định, tuệ, hoặc nói cách khác là con đường, không có đường lối nào khác. Điều hòa trên con đường. Giới chánh định, bất luận tầng lớp vắng lặng nào mà ta thành đạt, cũng có sự hay biết, có chú niệm đầy đủ và hiểu biết rõ ràng. Đó là tâm định có thể làm phát sanh trí tuệ. Ta không thể bị lạc lối trong đó. Hành giả phải hiểu biết đúng như vậy. Hôm nay, sư muốn hỏi tất cả quý vị đã chắc chắn chưa? Quý vị đã vững lòng tin chắc nơi pháp hành thiền của mình chưa? Sở dĩ sư hỏi như vậy là vì hiện nay có rất nhiều người dạy thiền, xuất gia có mà cư sĩ cũng có, và sư e sợ rằng quý vị có thể hoang mang và hoài nghi. Nếu thấu hiểu rõ ràng, ta có thể làm cho tâm trở nên an lạc và vững chắc, không dao động. Quý vị phải hiểu rằng bát chánh đạo là giới, định và tuệ. Tóm lại, con đường thì nó chỉ đơn giản là như vậy. Pháp hành của chúng ta là làm cho con đường ấy phát sanh bên trong mình. Khi ngồi thiền, chúng ta được dạy nên nhắm mắt lại, không nhìn gì khác, bởi vì chúng ta sắp sửa nhìn thẳng vào tâm. Khi nhắm mắt, sự chú tâm sẽ hướng vào bên trong. Chúng ta đặt sự chú tâm vào hơi thở, tập trung những cảm giác của mình vào đó, niệm hơi thở. Đến lúc các yếu tố của con đường điều hợp tốt đẹp, ta sẽ có thể thấy hơi thở, những cảm giác, tâm và những trạng thái của nó đúng như thật sự nó là vậy. Nơi đây ta sẽ thấy điểm tập trung, nơi mà định và các yếu tố khác của con đường tụ hội một cách điều hòa. Khi ngồi lại hành thiền, theo dõi hơi thở, hãy nghĩ thầm rằng hiện thời mình đang ngồi đơn độc một mình, quanh mình không có ai ngồi, không có gì cả. Hãy cảm nghĩ rằng ta đang ngồi một mình, cho đến khi tâm không còn nghĩ ngợi gì đến ngoại cảnh, chỉ chăm chú vào hơi thở mà thôi. Nếu ta nghĩ, người này ngồi đây, người kia ngồi chỗ kia, ắt không có an lạc, tâm không hướng vào trong. Hãy gạt bỏ tất cả những suy tư nghĩ ngợi ấy qua một bên, cho đến khi cảm nghe rằng không có ai ngồi quanh mình, cho đến khi không còn gì hết, cho đến khi tâm không còn dao động
hay bận bịu đến cảnh vật bên ngoài. Hãy để cho luồng hơi thở trôi chảy tự nhiên, không nên ép nó phải ngắn hay dài, hay như thế nào khác, chỉ ngồi theo dõi, trông chừng hơi vào, hơi ra. Khi tâm buông bỏ, không chú trọng đến những cảm kích từ bên ngoài đến, thì tiếng động của xe hay những âm thanh tương tự không còn khuấy động ta nữa. Không có gì, dầu tiếng động hay hình thể, làm cho ta dao động bởi vì tâm không còn cảm nhận nó nữa. Sự chú tâm của ta đã nhập vào cùng với hơi thở là một. Nếu tâm còn vọng động và không thể tập trung vào hơi thở, hãy thở vào thật dài, thật sâu, rồi từ từ thở ra cho hết, chỉ đến khi không còn hơi trong lòng ngực. Làm như vậy 3 lần, rồi trở lại chú niệm như thường, tâm sẽ an trụ trở lại. Tâm sẽ an trụ một lúc rồi phóng dật, vọng động trở lại, điều đó cũng là tự nhiên. Khi trường hợp như vậy xảy ra, hãy thở hơi thật dài, thật sâu như trước, và tâm luôn luôn theo dõi luồng hơi. Cứ tiếp tục làm như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm sẽ quen, trở nên thuần thục và sẽ buông bỏ. Ngoại cảnh không còn tác động, lẻn nhập vào tâm, chú niệm sẽ kiên cố vững chắc. Khi tâm trở nên tế nhị, hơi thở càng tinh vi, cảm xúc càng lúc càng trở nên phi tế, thân tâm sẽ nhẹ nhàng, sự chú tâm của ta hoàn toàn hướng vào bên trong. Ta nhận thấy hơi thở ra, thở vào một cách rõ ràng, và thấy rõ ràng những cảm xúc. Ta sẽ thấy giới, định và tuệ cùng hợp chung lại, đó gọi là con đường trong trạng thái điều hòa. Tâm không còn vọng động mà tập trung lại làm một. Hiện tượng này được gọi là Samadhi, tức định.